Đây là cả nhà, bây giờ Nhi đã mới vừa may xong cái màu thứ hai nè cả nhà. Đây màu kem Nhi phối với viền màu hồng. Đây là cái nơ nè, cả nhà thấy không? Cái nơ rất là đẹp luôn, thấy không cả nhà? Đó, Nhi mới may thêm cái màu thứ hai. Yếm cái này là cái tập về để nấu ăn nha cả nhà. Đây là cái túi nè cả nhà, thấy không cả nhà? Đó, cái túi nè, để điện thoại gì rất là dễ luôn á. Đó, khi mình nấu ăn đó, mình bỏ điện thoại á, rất là tiện luôn cả nhà. Cái màu này rất là ngọt, cái màu này màu kem đó. Đây bên hông là cái nhà phía sau nè, phía sau thì mình thắt cái sợi dây nè, thấy không? Đó, nó rất là đẹp luôn. Này Nhi xa xa sẽ cho cả nhà thấy xem tổng quan hết nguyên cái nha. Đó đây rất là đẹp, thấy không cả nhà? Đó, ủa cái này mặc đứng nấu ăn thôi thôi nó sang sang cực kỳ sang luôn á cả nhà ơi. Cái tạp dề này rất là đẹp luôn á. Đây, Nhi sẽ tới sẽ cho cả nhà xem kỹ ha. Đây, đây là phía ở trên đây. Đó, ở trên đó cả nhà nha. Đó, dúng rất là đẹp. Đó, ở đây là bên hông nè. Đó, bên hông cũng có ship ly luôn nha. Ship ly đều luôn. Đó, còn đây cái túi cũng vậy. Nha cả nhà, cái túi cũng rất là đẹp luôn. Ôi, cái tập về này dễ thương quá cả nhà ơi. Cái màu này rất là nhu luôn á. Không nổi mà cũng không có sáng ha. Rồi sang lắm, cái màu này cái nhà mà mặc cái màu này đẹp lắm luôn. Nhi may mới vừa may xong cái màu thứ hai, hôm qua là Nhi may xong một cái màu này đây. Hôm qua thì Nhi mới vừa may xong cái màu này, màu này cũng sang lắm tới nhà, màu này rất là đẹp luôn đó. Hôm qua Nhi cũng mới vừa may xong đây, ngày mai Nhi sẽ may kiểu mới nữa, kiểu khác nữa mà giải khác nữa, thấy không nha, rất là đẹp luôn. Hôm nay Nhi mang hai màu, màu kem, màu rau và màu kem đó cả nhà, thấy hai màu này đẹp không? Đó, rất là đẹp luôn, thấy không cả nhà? Hai màu đó cả nhà, sang lắm, mặc vô sang lắm, mặc nấu ăn nhìn sang cực kỳ luôn á. Nè Nhi tới tấp xíu cả nhà xem cái ly nha. Đây cái ly nè, đó cái bên nè. Như ship ly này bằng cái đĩa cả nhà, cái đĩa như ship ly rất là đều luôn đó cả nhà. Ủa đẹp quá, thẳng ngang hết cả nhà. Cái eo nè cả nhà, sau khi Nhi đã may thêm một màu nữa nè cả nhà ơi. Đó đây, cái tập về này là hoa văn rất là đẹp nha cả nhà, hoa văn con cá nè, thuyền, bông hồng đó, rất là đẹp luôn. Nhi mới vừa may xong luôn rồi đó nha cả nhà. Đây là cái túi nha, cái túi thì Nhi có phối viền và cái hình của cái túi là hình trái tim nha. Đó, hình trái tim rất là đẹp. Đây Nhi để mai vòng ở đây trái tim đi ha cả nhà. Đó, còn đây là Nhi phối nè, còn ở trên đây là trên cái yếm ở trên cái phía trên nè cả nhà. Đó, ở kia là sợi dây, ở đây là hai cái sợi dây eo nha. Đó, sợi dây eo rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ Nhi đã mặc vô thử nè cả nhà, Nhi mới vừa may xong nè, rất là đẹp luôn á cả nhà. Đây là cái túi nè cả nhà, đó đây là cái túi nha, Nhi có phối viền nha, cái kiểu túi là hình trái tim nha, đây trái tim. Rồi ở đây là trên ngực nè cả nhà, đây là dây nè, đó đây là chỉnh ngực đây, rất là đẹp luôn. Bên đây là bên hông nè cả nhà, bên hông nó ôm nó sát vô cái hông người mình luôn ha, rất là đẹp đó. Nhi xa xa cả nhà xem nha, đó rất là đẹp luôn. Phía sau nè, phía bên hông nè cả nhà đó. Cái màu này mặc rất là dễ thương, đẹp lắm. Màu này nấu ăn đứng nấu ăn rất là sang luôn á cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái túi không, rất là đẹp luôn. Đó, phía trên ngực nè, đó, rất là vừa vặn, mặt cái này là mặt nấu ăn là sang cực kỳ, rất là sạch luôn á cả nhà. Nhi xa xa xí cả nhà xem nha, đó, đẹp lắm, đẹp lắm hả cả nhà. Cái này là Nhi may mới vừa may xong. Ở đây nè, cái này là cái viền ghen nè, cái viền nè, cái viền Nhi mai nè, đó. Giác sổ nè, thấy không? Rất là đẹp, thấy không cả nhà? Đó.
Cái túi cũng vậy luôn, cái túi như